Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một sản phẩm đến từ công ty thương hiệu sản phẩm DB Acoustic, model là P102. Sản phẩm là có mã QR code để các bác check nguồn gốc xuất xứ này. Vâng, và ngoài bao bì thì là giấy bìa và đi in chữ màu đen. Bây giờ sẽ mở sản phẩm ra mà các bác cũng xem là bên trong sản phẩm này là nó sẽ hay như nào. DB Acoustic P102, sản phẩm quản lý nguồn, một sản phẩm thiết bị không thể thiếu trong bộ dàn karaoke chuyên nghiệp, sử dụng trong live show tiệc cưới, sự kiện và các bác mà có dùng trong kinh doanh karaoke thì đó là một sự lựa chọn vô cùng là tuyệt vời. Đây là một quyển sách hướng dẫn sử dụng của hãng này. Đấy, có thông tin chi tiết ở từng trang 1, 2, 3, hướng dẫn đầy đủ chi tiết cho các bác. Đó, rồi. Thì đây là cái sản phẩm. Đây là sản phẩm là DB Acoustic. Thì em sẽ mở ra mà các bác cũng xem nha. Vâng, đây là cái mặt trước của sản phẩm này các bác này. DB Acoustic. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Công tắc nguồn mềm này, bấm đấy, bấm nháy thôi. Còn đây là cái nút tùy chỉnh đa diện nhất. Làm vinh menu bấm vào này, xong vặn trái vặn phải để tùy chỉnh này. Rồi lát nữa em sẽ cắm điện cho các bác, quay cho các bác xem mặt ngoài đã. Đây là phần tem nhận diện thương hiệu này. Bên cạnh đây là tem xác minh nguồn gốc xuất xứ này. Đấy, các bác cào cái mã đây xong là gửi về tổng đài sẽ chứng nhận hàng chính hãng cho các bác. Đó, em sẽ quay cho các bác xem mặt sau này. Mặt sau của sản phẩm này thì rất là nhiều cổng cắm, chịu tải công suất cũng rất là lớn luôn. Đó. Và đây là một cái thiết kế rất là hay của hãng, là các bác đấu công tắc vào đây xong là đấu dây vào đây. Đó, đấu hai dây vào đây. Khi hai dây này chạm vào nhau thì là sẽ là khởi động thay cho nút nguồn. Đấy. Ví dụ các bác lắp cái cục quản lý nguồn này vào trong tủ máy rồi thì các bác chỉ cần đấu dây thò ra ngoài, thiết kế một công tắc chỉ bấm nhẹ cái thôi là dàn máy sẽ hoạt động. Đấy. Các bác nhé, rất hiện đại luôn. Em sẽ quay cho các bác xem là các cái cổng cắm này. Các chân ổ cắm rất là xịn luôn, rất là to. Đấy, siêu chịu tải. Và đặc biệt nhất là cái phần dây nguồn rất là to luôn. Rất là to và cực kỳ là khủng khiếp luôn. Đấy, có cái bọc đây em sẽ rút ra này. Em sẽ rút cọc cái bọc này ra. Rất chặt. Đây là cái thích cắm nguồn. Đây là có ghi là 16A 250V. Đấy, rất là to, chân 5 ly nhé, không phải dạng vừa đâu, rất là khủng. Rồi thì em sẽ cắm điện vào mà các bác cùng xem thử xem. Đây là cái màn hình hiển thị này các bác này, điện áp đang là 227V và các cửa hoạt động là 1 đến 8. Bây giờ em sẽ bấm khởi động công tắc nguồn nha. Đấy, cắm vào thì một nút là tự động tắt này. Đấy, khởi động bật này, 1, 2, 3. Các bác xem cái màn hình nó giống như cái màn hình của iPhone nhé, rất đẹp luôn. Đấy, và đây là có luôn cả ngày giờ này. Đấy, ngày 6 tháng 2 2021, bây giờ là 12 giờ 10 phút 24 22 giây. Đó, rất là hay. Nói chung là các này về các bác sẽ tự điều khiển tự chỉnh nhé. Đấy, các bác về là tự điều khiển tự chỉnh, rất là xịn và vô cùng là đẳng cấp luôn. Đây, sẽ bấm lại công tắc này. Đấy, tắt. Nếu như các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm quản lý nguồn của DB Acoustic này thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Đấy, hàng nhập khẩu chính hãng công ty, xin nói thẳng với các bác là vậy, hàng chính hãng, hàng xịn. Đấy, rất đẹp luôn. Nhìn trông thiết kế rất là sang xịn mịn. Sản phẩm này mà các bác về kê trong gia đình hay là sử dụng trong gia đình một cái nhiều thiết bị thì nó sẽ là một sự lựa chọn vô cùng là tuyệt vời. Đấy, cực kỳ là chính xác luôn. Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể các bác nha.